Chào các bạn, hôm nay mình vừa nhận được một sản phẩm từ bên Baseus. Nó là một cái laser pointer, hoặc gọi tiếng Việt là bút trình chiếu đó. Thì chiếc bút trình chiếu này từ Baseus có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu trong video này nhé. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ unbox nó trước ha, để xem có bên trong sản phẩm có cái gì. Thì cũng đơn giản thôi, mình cũng xem sơ qua rồi để biết trước. Đây, thì sản phẩm chúng ta sẽ có hai tờ giấy hướng dẫn, vừa tiếng Việt vừa tiếng Trung. Rồi, mình sẽ để qua một bên. Nó sẽ có một cục pin ha, thì cục pin gốc của nó mình không biết, nó không có tên rồi, thì mình thay tạo bằng cục pin Panasonic này ha. Nó là pin 3A thôi. Và cái bút trình chiếu của chúng ta bọc trong cái túi như thế này. Sẽ bóc ra cho các bạn coi. Đây. Đây, chiếc bút trình chiếu của chúng ta ha. Trông khá là gọn và khá là lịch sự, trông khá là hiện đại đó chứ. Thì bút trình chiếu chỉ sử dụng pin một pin thôi, một pin 3A thôi. Mình sẽ mở ra mình lắp pin vào cho các bạn coi. Đây, nó chỉ là một cái khớp trượt thôi, rất là đơn giản. Đó, mình lắp vô là xong. Có một cái công tắc ở bên hông để on off ha. Bạn mở lên nó sẽ có một cái đèn chớp trắng như thế này để nó báo là đã lên. Sau đó là gồm chỉ có 3 nút thôi, ngoài cái công tắc bật tắt thì chỉ có 3 nút là nút tới lui, reverse và forward á, và một cái nút là laser. Đây nè, cái tia laser nè, các bạn có thấy trên màn hình nè. Đây ha. Đây là receiver của nó ha, nó sẽ sử dụng nam châm để hút vào. Để xuất ra cho bạn coi. Thì receiver này thật sự là một điểm khá là hay, khi mà nó vừa có USB-A vừa có USB-C. Bạn hãy xoay nè, USB-A, USB-C, rất là tiện ha. Nghĩa là các bạn có thể sử dụng cái bút trình chiếu này cho cả những thiết bị chỉ có USB Type-C như là Surface, MacBook. Thì đây mình cũng có cái MacBook luôn. Thì lát mình sẽ thử luôn xem coi là cắm vào MacBook đó có cần phải cài đặt thêm cái gì không. Còn Surface thì cũng xài Windows 10 thôi, nên mình sẽ test bằng cái PC ở đây luôn. Thì các bạn có thể thấy được cái khả năng của nó luôn ha. Bây giờ mình sẽ cắm vào cái máy này. Mình đã chuẩn bị một cái file trình chiếu, là một file PowerPoint, là một cái đồ án tốt nghiệp mà ngày xưa mình từng làm ha. Cái file cũng không có gì phức tạp cả. Mình sẽ sử dụng USB-A trước ha, với PC bình thường. Mình sẽ cắm vào phía sau. Rồi, bây giờ mình sẽ vào chế độ trình chiếu của PowerPoint ha. Các bạn nhìn trên màn hình, nó đang báo là sẽ đang cài đặt USB, setup USB. Thì mình sẽ chờ nó khoảng 10 giây đi cho nó setup cái USB. Rồi, nó đã setup xong. Bây giờ mình sẽ mở chế độ trình chiếu lên. Bây giờ mình sẽ bấm ha. Đó. Đó, mình bấm xuống, nó sẽ xuống. Nó sẽ bắt đi qua tiếp theo nè, những cái bước tiếp theo. Đó. Đó, để muốn luồn ngược về thì các bạn hãy bấm ngược về. Đó, các bạn hãy bấm nút lên xuống như thế này để tiến lùi. Thì này nó cũng đơn giản thôi, chỉ có hai nút thôi, đơn giản như con chuột mình, nhưng mà nó cầm rất là thoải mái, rất là nhẹ. Rồi laser thì bạn có thể sử dụng cho những cái bảng á, ví dụ như thường ở trường học hoặc là ở những văn phòng thuyết trình, họ sẽ có một cái màn hình như thế này cùng với một cái bảng lông hoặc là bảng phấn á, thì các bạn có thể dùng laser này để chỉ lên những cái điểm trên bảng phấn hoặc là bảng lông của mình á, để chỉ những cái phần mình muốn nói. Đó, thì tiếp theo mình sẽ thử cái khả năng thích hợp của cái chiếc laser pointer ha, cái chiếc bút trình chiếu này trên một chiếc điện thoại Android, một chiếc smartphone Android ha. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc smartphone Android, nó là một chiếc Samsung, điện thoại Samsung ha. Mình sẽ mở khóa nó. Đây, mình đã tải sẵn cái file này rồi. Thì bây giờ mình sẽ chiếu cái máy Samsung này lên cái màn hình này luôn ha. Sử dụng chế độ chia sẻ màn hình Smart View. Rồi, đây chính là cái màn hình của cái chiếc smartphone này ha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái đầu Type-C ha. Bạn nhìn nè, cái đầu Type-C của cái receiver. Mình sẽ cắm vào cái điện thoại này. Đây. Nó cắm một cái là nó sẽ nhận ngay. Sau đó mình sẽ mở cái file thuyết trình này lên. Mình sẽ vào chế độ trình chiếu. Đây, mình sẽ bắt đầu bấm thử xem nó có nhận hay không ha. Đó, thấy là mình không chạm vào màn hình ha. Mình bấm bằng cái laser pointer đó. Đó. Đó, nó sẽ hoạt động y hệt như là hồi nãy mình xài trên PC vậy. Nó không nhạy lắm. Thật sự là xài trên điện thoại nó không nhạy cho lắm, nó hơi bị lắc một tí. Mình không biết là do điện thoại hay là do cái bút trình chiếu này. Nhưng khi mà các bạn không chỉ vào thì nó hơi bị lắc, thì mình bấm nãy giờ quá trời mà nó. Rồi, thì coi như là nó hoạt động được. Thì mình test ở khoảng cách này thì nó hơi bị lắc. Mình không biết là do cái bút trình chiếu hay là do cái điện thoại. Thì bây giờ mình cũng có ở đây một chiếc MacBook M1, MacBook Pro. Mình cũng sẽ thử luôn trên chiếc MacBook M1 này. Tại vì chiếc MacBook á, nó cũng chỉ có cổng Type-C thôi ha. Các bạn thấy ở đây,
MacBook chỉ có ẩn DC thôi. Mình sẽ dùng AirPlay 2 của Apple để kết nối với cái màn hình này luôn. Mình sẽ dùng Apple AirPlay 2 ha trên cái MacBook này để kết nối với đó, cái MacBook với cái màn hình này. Sau đó mình cũng sẽ sử dụng đầu Type-C cho MacBook ha. Mình cũng đã chuẩn bị một cái file PowerPoint tương tự như thế rồi trên cái máy MacBook này. Bây giờ mình sẽ đây bấm vào, mình vào chế độ trình chiếu ha. Đây cũng là một cái PowerPoint luôn. Chà, nó không nhạy cho lắm nhỉ, mình cũng không biết tại sao. Đây sự là nó chạy hơi chậm, nghĩa là không phải là do chiếc điện thoại mà có thể là do cái bút trình chiếu này. Mình bấm nó hơi bị delay đó, mình bấm 2-3 lần rồi nó chưa chạy, nó bấm đến 3 lần nó bắt đầu chạy. Thì có lẽ là do các cái thiết bị di động như thế này, những cái thiết bị sử dụng pin, nó không cung cấp đủ điện cho cái receiver này, làm cho cái receiver này nó không gửi tín hiệu được, nó không nhận được tín hiệu từ cái bút trình chiếu đó. Nó rất là chậm các bạn, bấm rất là chậm. Để mình lùi xa ra thử chút xíu ha, xem coi là nó có nhận hay không. Đó, nó không nhận luôn rồi. Mình bấm rất là nhiều ha, nhưng mà nó không nhận luôn rồi. Đó, các bạn nghe tiếng mình bấm nè, mình để gần lại chút xíu nè. Đó. Đó, mình bấm nãy giờ quá trời luôn, nó bắt đầu nhận nè các bạn. Thì có vẻ như là khi mà các bạn sử dụng cái bút trình chiếu này với những thiết bị di động á, thì nó không tốt cho lắm. Nó nhận sóng khá là chập chờn, lúc được lúc không. Còn các bạn để ở tầm gần như thế này thì bấm được. Nhưng mình thấy nếu mà các bạn để tầm gần như thế này thì các bạn xài chuột luôn cho nó lẹ. Chiếc bút trình chiếu này mình nghĩ là sẽ cần cải thiện về cái khả năng thu nhận sóng của receiver cũng như là của bút trình chiếu. Về thời lượng pin á, thì theo hãng công bố, một viên pin 3A như thế này có thể sử dụng liên tục lên đến 3 tháng. Để bạn nghĩ như thế nào về cái chiếc bút trình chiếu này, cái comment bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.